Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên nha. Thì trời thì cũng đang chuẩn bị mưa đợt 2 nữa rồi cả nhà. Đó, mây đang u rất là u luôn. Nhưng mà khán giả thì vẫn đến đây nha cả nhà. Đó, mấy cô chú vẫn ở đây nè. Đó, mấy cái chú với mấy anh YouTube thì cũng vẫn trực ở đây. Đã nước ở trong cái xô á cô. Nay là thấy biết ở đây là có người tiễn dông nắm ra nên đâu có ai dám tới đây loạn làm gì đâu. Dạ. Cội cơ quá phải không, nên chú lên đây phải không? Cài lên nó chứ lên chữ 3, 2 giờ mấy rồi. Có vậy, chú ngừng chú lên buổi sáng à. Thấy không có lo. Dạ. Từ sáng sớm á cho tới chiều mà chú cô vẫn chưa ăn đó, là chiều cô mới ăn mấy miếng rồi cô về rồi. Cô chú anh chị ơi. Dạ. À, vô nhà chờ chút xíu rồi. Mới đi á. À, cô đang ngắm nhìn cậu rồi cả nhà, thương quá cả nhà. Đang chuyển mưa đến rồi. Vậy này chắc mưa lớn nâu vàng.
là nhiều nha cô chú anh chị. Khả năng kỳ này là mưa lớn vô cùng luôn. Ủa mấy cô nhà ở đâu là mấy cô? Cô nhà gần đây, mấy cô này nhà ở xa. Dạ. Dạ, chào cô. Cô ở gần đây không cô? Ở về với con. Ngày hôm qua cô có cái tiếp tối tối mà cô nói với chồng con là sáng nay có chuyện gì này kia. Dạ. Cô có điều mới lạ đó. Dạ, vậy cô theo dõi. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, chồng 15 ếch phải không? Dạ. Sớm nào cả nhà. Đó thì Điện Tiên cùng với ông xã 15 với Bình Dương thì cũng tích cái số tiền đó ra để mua đồ ăn sáng cho cậu nè, đèn rồi cả nhà, là đèn sáp cày á, đèn cày á, rồi để đốt cho cậu đó, rồi hút thuốc, bia. Đó thì bình thường vợ chồng mua một thùng bia Heineken đó để ở nhà. Và mỗi ngày thì lấy 2 lon đi, cứ ngày 2 lon hết là tiếp tục là mua cả nhà. Đó thì rồi tàu hủ với bánh ít thì ngày nào cũng mua, tại mình đi sớm thì chỉ có cúng như vậy được, với lại cúng đồ chay cả nhà, không cúng đồ mặn. Tụi nha, bức xúc sáng giờ. Rồi nói đi. Mà không có gì đâu. Vì anh bức xúc mà anh không có nói gì được hết, anh nói vàng. Nốt rồi cũng tức vô rồi, em có nói. Nốt rồi hả? Nốt rồi. Ờ. Thế từ bữa anh áo vàng mà ở đây trực chiến là không thấy cái dòng nào mà tới. Để gì? Dám. Sao mà dám bước vô đây phải không? Đúng rồi. Vô mà anh áo vàng mà thấy muốn muốn một cái, anh áo vàng lôi ra ngoài đường liền. Anh áo vàng nói rồi cả nhà. Đứng nó bậy trên mộ thôi là tiễn. Ồ ghê không, tiễn. Thấy cái mặt căng quá. Rồi mua tới rồi, lấy dù đi nấu vàng ơi, mua rồi. Cái cô đang chụp những cái con lân này cả nhà ơi. Rồi mưa quá để tiền đèn níu kéo một cái video này chút xíu ha, để trời đèn mưa. Đang mưa thì cô chú nhiều khi cũng lo lắng trong cái việc mà mưa gió ở hộ của cậu nè. Hôm nay đấy mẹ là ngày vui, ngày vui với cậu mà hôm nay lại thấy buồn. Buồn quá cô chú anh chị ơi. Em sống đi. Ồ. Ngày nào cũng cúc ra cơm cho cậu hả? Bây giờ là buổi chiều rồi cả nhà, bây giờ gặp trời mưa nữa. Mọi người thì cũng đi ra quán rồi, mọi người cũng tản đi hết rồi. Chút nữa mới vào. Quay chiều không? Quay tới chiều về không? Vậy sớm nè. Cô ơi lấy dù che đi cô, để mưa. Dạ. Ủa chứ cây gì mà cô ở láng nào cô? Bình Mỹ. Dạ. Dạ. Bình Mỹ. Dạ con cũng có. Chồng luôn đó.
cũng có làm ghế đá nữa cô. Dạ, làm ghế đá nữa. Ghế đá là em cho em đúc hả? Dạ, em đúc. Làm đá đây. À, ghế đá em đúc bằng bê tông á. Bằng bê tông. Bê tông hả? Dạ. Một cặp là mấy trăm ngàn? À, ghế thì ghế với bàn em đồng giá 500. Ồ, rẻ ta.